mọi người ơi, hè lại đến rồi và mình là Sam Sam và Thanh Trang. Xin chào mọi người nha. À, trường cấp 3 thì mình nghỉ được 3 tháng lận. Rồi ở trường cấp 3 thì mình được nghỉ từ khoảng từ 3 đến 3 tháng rưỡi hè lận. Khi ở trường cấp 3 thì em thường được nghỉ hè tầm khoảng 2 tháng hoặc là 2 tháng rưỡi. Dạ em được nghỉ hè trong vòng 2 tháng rưỡi ạ. Em học trường làng lên nghỉ hè tầm 2 tháng rưỡi. Ở trường cấp 3 thì ngày nào em cũng là nghỉ hè. Ngày nào em cũng là nghỉ hè. Khi ở trường cấp 3 thì bạn này là 2 tháng, còn bạn nữ, còn tôi hả, là tôi không có nghỉ hè luôn đó mọi người. Là biết sao? Biết sao không? Không. Đi học thêm. Trời ơi, vì tương lai nước nhà chứ. Đường dài tương lai, quê hương đang gọi mời. Cảm xúc mới lúc đầu nghe được nghỉ 7 ngày nó rất ư là bất ngờ, nhưng mà kệ, dù gì cũng là trải nghiệm mới, cứ thử xem sao. 7 ngày là dài rồi, em nghĩ 7 ngày là dài lắm rồi. Mình nghĩ thì 7 ngày nó cũng được cho cái kỳ nghỉ hè. Thì ở đại học thì trường FPT là trường riêng biệt nhất mà mình thấy, 7 ngày thôi. Lạ lắm à nghe. Nope. 7 ngày thì không quá nhiều với em, tại vì bình thường em cũng đi học như nghỉ vậy đó anh. Dạ thật là quá sung sướng đi, bởi vì có 7 ngày à chị, em mong là có nhiều hơn nữa. Thực ra lúc đầu em khi em biết FPT có kỳ nghỉ hè 7 ngày thì em hơi bất ngờ vì không ngờ nó ngắn như vậy. Nhưng mà em nghĩ nó cũng thực sự thú vị vì trong 7 ngày ấy thì mình có thể học đi chơi với bạn bè ở đây, hoặc là mình có thể bắt đầu một cái kế hoạch cho việc học tập ở kỳ tiếp theo. Tận 7 ngày đó xem. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người biết gì không? 7 ngày là già rồi đó. Số 2 là số nhiều rồi, mọi người nên hài lòng vì nó nha. Một điều ước thì không đủ đâu, chắc mình ước là có thêm nhiều điều ước nữa. Trong đó là một á, là mình mong trường mình gom tất cả kỳ nghỉ hè vô một lượt. Tất cả kỳ nghỉ trong một năm vô một lượt nghỉ luôn. Với lại mình chỉ mong là thầy cô không giao bài tập về nhà trong hè để làm bài bù lại thôi. Em không có điều ước gì trong 7 ngày hết. Dạ, em mong trường sẽ tổ chức một cuộc building hoặc là đi đâu đó chơi, hoặc là tổ chức một cuộc vui ở trường. Làm gì đó cho 7 ngày nghỉ hè của chúng em thật là vui nhộn. Bay lên nào em, bay lên nào, hồi vui toàn thắng tưng bừng bao hoa. Bay lên nào em, bay lên nào, vì bạn không. Nhưng mà nếu nó thật thì em ước thêm nhiều điều ước nữa, còn không có thật thì thôi khỏi ước cũng được. Chắc là 7 ngày nữa, thêm 7 ngày nữa đi. Mình sẽ ước nghỉ thêm 7 tuần nữa. Nếu mà có một điều ước thì em sẽ ước trường sẽ tổ chức một hoạt động nào đó cho sinh viên trong 7 ngày nghỉ ở đây, và em mong điều đó sẽ thành hiện thực ạ. Bay lên nào em, bay lên nào, hồi vui toàn thắng tưng bừng bao hoa. Bay lên nào em, bay lên nào, vì bạn có nhiều tiền để đi chơi cho thoải mái. Tôi sẽ vậy hả? Đúng rồi. Tôi là tôi sẽ ước có thêm vạn điều ước nữa, trong đó là sẽ có nè, nghỉ hè nhiều hơn nè, nhiều tiền nè. Được đi Vĩnh Long nè. Chắc chắn là được đi Vĩnh Long rồi. Đúng rồi đó. Nhưng mà đi thêm những cái nữa như Vũng Tàu, Long Hải, nhiều lắm. Bây giờ mình là cái tour xuyên Việt luôn, là tôi ước là như vậy đó mọi người à. Thì tuổi trẻ có được bao nhiêu đâu, cứ sống nha. Em thấy khá là bình thường, cũng bình thường. Bình thường thôi. Tại vì bình thường em cũng đi học như đi chơi vậy đó, nên là mọi thứ không khác gì nhau lắm. Thật ra thì em không vui lắm vì nó chỉ có 7 ngày, nhưng mà em thấy nó cũng ổn ạ, không có gì có quá là có gọi là có vấn đề lớn ạ. Sốc, không phải là tận hưởng nữa mà là sốc. Có 7 ngày sao mà nghỉ được, tại vì phải học rất là nhiều, mình là ngành ngôn ngữ mà phải học liên tục, mà chỉ nghỉ có 7 ngày thì hơi quá. Dạ, em thật ra thì đã lâu lắm em không được nghỉ hè như vậy rồi, nên em cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Ồ, vui quá xa là vui. Nó rất là sảng khoái, sảng khoái. Cái ngày dài nhất em từng được trải nghiệm.